Đây một cái view rất là đẹp luôn. Đây view đẹp, view đẹp. Xuống thả Bồ Tát chuột. Bao năm làm bảo tồn thú hoang dã ở Việt Nam thì tôi thấy được cuộc sống kìa, có bạn của nó kìa, bạn nó kìa, bạn nó còn chạy lông nhông kìa. Làm bảo vệ động vật hoang dã ở Việt Nam thì tôi thấy đời sống của loài vật ngày một phát triển hơn rồi. Nè 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 nè, đó bạn bè nó kìa, bạn bè nó chạy ton ton rồi đó. Giờ anh thả xuống đi. Rồi thả đây luôn. Đây là môi trường sinh thái đúng với em ấy luôn. Không, đây đây đây, đây đây bánh tiêu đây. Rồi xong rồi, à rồi rồi, bé chuột con. Đây bé chuột con vẫn còn mê ngủ nha. Tặng cho bé chuột con bánh mì, tôi ăn miếng nha. Rồi ngủ với bánh mì đi. Có đồ ăn ngon hồi mấy bạn sẽ tới kiếm con nha. Không, dễ gì rồi. Hồi mấy con bạn nó chạy tới thấy nó đi theo mấy con bạn luôn. Rác nè, dục rác. Rồi chia tay, chia tay nha, xong việc nha, làm việc tốt không cần báo ơn nha, quay clip là cho mấy bạn coi để thấy yêu thiên nhiên và động vật là như thế nào thôi, chứ không phải trực tiếp câu view gì nha. Mấy năm qua làm bảo tồn động vật hoang dã vườn quốc gia Cát Tiên á, thì hôm nay được biết là anh Hải giám đốc ở vườn tổ chức tiệc liên hoan để mừng anh ấy lên chức tổng giám đốc mà xuống Quảng Bình làm khu rừng to hơn nữa ở dưới, nhưng mà không đi được bởi vì sứ mệnh giải cứu động vật của tôi anh vẫn còn đó, làm hoài. Hy vọng các anh em xem video này thì học hỏi làm theo, làm cho tốt được thì sẽ tạo ra thêm được những cái điều tốt đẹp cho cuộc sống. Rồi nha, tạm biệt mọi người. Mình về đây.